Vâng, thưa quý khán giả, lý do mà nhà báo phải lên trên này có rất nhiều lý do, nhưng mà lý do duy nhất ngày hôm nay tất cả tin Việt Nam đã xóa mờ tất cả những cái tin mà gọi nóng nhất của thế giới, tức là ông Trump và ông Un để gặp nhau, Kim Jong Un và Donald Trump, hầu như là mọi người không quan tâm nữa. Và tất cả đều quan tâm đến Việt Nam. Và khi mà tôi ngồi vào đây thì ở trên Tây Ninh đang có cuộc biểu tình. Đấy, các bạn nên nhớ rằng cái tỉnh Tây Ninh đó rất sát biên giới và chúng ta đã bị ảnh hưởng của Campuchia rất nhiều. Và bây giờ đó là cái đường nó xâm nhập của Việt Tân nó vào cũng rất là dễ dàng. Và ngày hôm nay thì những cái tin. Và thứ hai nữa là cái... chúng tôi quên mất tên của hắn. Chúng tôi đã đưa lên. Hắn ở Tây Nguyên. Nhưng mà nó là một người mà livestream khắp cả mọi nơi. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nó nhận được những cái video của các phe đảng của nó trong gửi về cho hắn để hắn phát lên. Và cái thứ ba nữa là Betty USA là một con bé chuyên môn đóng trong Thúy Nga Paris và đi về Việt Nam rất nhiều lần trong những cái dịch vụ gọi là đưa người xuất cảng, tại vì nó đang làm tư vấn về một cái công ty để mà đưa người từ Việt Nam qua đây. Thì con Betty USA đã đưa rất nhiều cái video phản động lên. Đã thành các bạn lưu ý dùm. Và con bé này đi về Việt Nam rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Nằm ở trong Thúy Nga Paris. Đấy, thành nhà chúng tôi cũng nên đặt cái vấn đề với lại ông Tô Văn Lai. Ông không phải là ông nằm giữa hai làn đạn, mà ông đi chơi giữa hai làn quốc cộng. Thành ra khi mà ông bị cộng đồng đây đánh phá, ông cũng không có gì gọi là... Và ông từ chối không phỏng vấn của KBC hải ngoại nha. Chúng tôi có gọi ông Tô Văn Lai, nhưng không dám nhận lời phỏng vấn. Nhưng mà sẵn sàng phỏng vấn lên trên những các đài khác. Vâng, cái con bé đó thì nó là đóng ở trong Betty đấy. Ở trong Thúy Nga, Paris cũng giới thiệu nó là Betty. Đấy. Bây giờ thì chúng tôi, lý do mà chúng tôi phải lên đây là chúng tôi vừa khóa hai cái video live stream của KBC hải ngoại, tức là NPX 2018, 027 và 028. 028 chỉ mới có 2 ngày mà chúng tôi lên tới một con số trên 40.000 người. Còn cái 027 chưa đủ 2 ngày nữa. Tới 4 giờ sáng hôm nay mới đủ 2 ngày. Còn cái 027 thì mới lên lúc 4 giờ sáng ngày hôm qua ở Việt Nam, ở bên Mỹ. Thì sáng nay dậy bây giờ đã trên 14.000. Vâng, thưa quý khán giả, là đó là lý do mà chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi mắc nợ với lại khán giả tại Việt Nam. Là lý trong những ngày qua đó, thì trong các báo truyền thống trong nước không dám loan tin, tại vì tất cả không phải là vì nhà nước cấm hay là cái gì, nhưng mà tại vì tin tức nó hỏa mù nhiều quá, thành ra mọi người không dám đăng. Thì nếu mà đăng tin hỏa mù đăng láo lên thì bị mang tiếng. Mà nếu mà đăng thật lên thì cũng phải có một cái sự thật nhau, nhất là ở Bình Thuận. Đấy. Thì cái chuyện nó xảy ra ở Bình Thuận là thí điểm đầu tiên. Và có một số người hiểu lầm. Đồng thời chúng tôi xin thông báo thêm một lý do nữa chúng tôi lên đây để tiếp chuyện với tất cả các bạn, là tại vì chưa có một cái video live stream nào hoặc là lên YouTube nào của KBC Hải Ngoại mà được rặn chiếu cố như là cái video này. Chửi tàn nhẫn vô nhân đạo, những cái danh từ thậm tệ nhất của những văn hóa cái đường phố đã được sử dụng. Và những cái cơ thể của con người, nhất là phụ nữ, đã được sử dụng tối đa ở trong đó. Thành ra KBC hải ngoại bắt buộc phải khóa cái chế độ gọi là cho phép là comment. Cứ ngày lúc đầu đó thì khoảng chừng 10-20 cái comment là đều khen. Bây giờ thì tất cả những cái comment đó là hầu hết là của rặn. Và những cái lời lẽ nó gần giống như nhau. Chúng tôi nghĩ rằng có một nhóm
người liên tục làm cái chuyện đó. Vâng, cảm ơn Lệ Hằng cho biết Betty là nghệ danh của cô, đúng ở trong trung tâm Thúy Nga. Chúng tôi thì thật sự chưa biết tên thật của cô ta là gì, nhưng mà điều tra ra tên thật thì cũng không có khó gì đâu. Đó là gọi là khóa mõm đó bác. Đúng rồi, mình phải khóa mõm đi chứ, để nó dơ quá. Vâng, Bình Hồ, đây là live stream. Thì chúng tôi cũng xin thông báo cho tất cả các bạn, lúc mà đi ngủ 4 giờ sáng chúng tôi đã nhận được tin của ở trong một bên cơ quan an ninh cho biết là trung đoàn K-20 đã được không vận, tức là chở máy bay đến Bình Thuận, và quân đội đã bao vây Bình Thuận, đúng như Phan Hùng đã tường trình. Thì Phan Hùng mới nói hồi sáng hôm nay, thì Phan Hùng cho biết đúng như là nguồn tin mà chúng tôi xin xác nhận, là tất cả những con rận ngoài 102 người mà tỉnh Bình Thuận đã thông báo thì là đã bị bắt. Thì tất cả những tên khác đã nằm trong danh sách, và chúng tôi có những cái video tối hôm qua chúng tôi không phát lên theo yêu cầu. Tại vì thứ nhất là ban đêm, thứ hai là nhìn thấy những hình ảnh của anh chiến sĩ cảnh sát cơ động đã thật sự ra tay, chúng tôi rất mừng. Mừng đến nỗi mà khi mà đi vào trong phòng đi ngủ rồi, 4 giờ rưỡi đi ngủ mà mắt không nhắm, mà khi mà chúng tôi nhắm mắt thì không biết lúc đó là mấy giờ. Vâng, thì vâng, đồng ý là chứng tỏ nó có tổ chức. Thì cảnh sát cơ động rượt tụi nó chạy, và bây giờ thì các cái những thằng cầm đầu đó không có thể chạy đi đâu được, không có thể chạy đi đâu được, bởi vì bên ngoài quốc lộ cũng như là con đường 27 hay 72 gì đó thì đều đã bị chặn hết rồi. Và cơ quan an ninh đều có danh sách hồ sơ của những tên này, lần lượt tụi nó sẽ phải đền tội, bởi vì không một quốc gia nào trên thế giới chấp nhận cái chuyện bạn có quyền bất mãn nhà nước, bạn có quyền không đồng ý với chính sách của nhà nước, bạn có quyền không đồng ý với một cái tiêu chí này của nhà nước, thì bạn cứ đưa cái nguyện vọng lên. Chứ bạn không thể vì một cái lý do vớ vẩn đặc khu kinh tế 99 mà tổ chức một cuộc bạo loạn như vậy. Đó là rõ ràng một hành động, nếu không nói là một cuộc cách mạng ở trong nước. Cuộc cách mạng đã bị giật dây từ bên hải ngoại này, một cái ống đu đủ rất dài từ bên Mỹ và các quốc gia Âu Mỹ hay là Úc gửi thổi, và các bạn đó đã làm. Và đa số những người làm là ai? Là những người nghiện hút, tội phạm, xì ke, ma túy. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm qua có nhiều người hiểu lầm chúng tôi, và chúng tôi giải thích xong, như là anh Phạm Chí Khoa gì đó đấy, và một số người bạn Luân tên Mỹ là cái gì tôi quên mất đấy. Thì những người đó bảo là tại sao tôi loan báo tin phản động, đó là tôi đưa cái bản tin của Thích Thông Lai, thằng chọc đầu Thích Thông Lai từ bên Pháp gửi một thông báo kêu gọi biểu tình. Nhưng mà khổ nỗi các bạn, khi mà đọc một cái túc, các bạn không đọc cái phần, cái người ta giới thiệu bên phần đầu là cái gì, đọc chỉ hai dòng chữ ở trên là hiểu ngay. Mà hỏi tôi, hỏi ngược lại, tại sao những cái túc như vậy, những cái chữ mà in đậm hay là này kia, tại sao tôi không xóa đi? Tôi bảo dạ thưa, nguyên tắc làm truyền thông, nếu mình xóa đi, mình sẽ bị vướng vào một cái tội, nó sẽ gài mình ngay lập tức. Nó bảo mình là mình đã kiểm soát cái bản tin của nó. Và ngay ra tòa án cũng vậy, khi ra tòa các bạn muốn trưng bằng cớ cho ông tòa, bảo đây là cái email, nội dung cái email chúng tôi nhận, và đưa cả cái email, cả IP address đấy, đầy đủ hết, thì tòa mới chấp nhận được. Còn nếu mà mình đưa cái email, mình cắt phần này là mình không được liền. Còn thì còn một người thì hỏi tôi rằng anh nghĩ gì mà anh ví là Việt Nam sẽ chia làm hai từ
bình chọn. Tôi bảo tôi đâu có ví. Tôi chỉ nói cho các bạn biết đó là cái kế hoạch của người ta. Không cảm ơn tôi thì lại còn lại đi trách tôi là tiếp tay với lại chống cộng cực đoan. Tôi không nói các bạn ngu, nhưng mà các bạn phải dùng cái đầu các bạn suy nghĩ đi. Đấy. Phan Rang có phải là quê hương của ông Nguyễn Văn Thiệu không? Tại sao nó không khởi đầu và từ ở những cái nơi khác mà lại bắt đầu từ Phan Rang? Mà từ xưa nay Phan Rang chưa bao giờ có một cái cuộc biến loạn. Đó là những cái hư chiêu của nhóm hải ngoại này. Nó chọn địa điểm Phan Rang. Và chắc chắn trong thời gian vừa qua nó đã có rất nhiều người nó tụ tập về Phan Rang sẵn rồi. Bởi vậy nó mới có một cái số đông người như vậy. Thật sự nói số đông là đông so sánh với các nơi khác. Chứ tại sao kỳ này nó không đánh ở Hà Nội? Tại sao nó không đánh ở thành phố Hồ Chí Minh? Ở không ở những nơi khác mà nó chỉ đánh cây Bình Thuận. Xong rồi là Phan Rí. Ngày hôm qua tôi nhận được tin. Báo tin đã biết chú Hùng, chú Yên Chí, trung đoàn K20 đã được không quân. Và để anh em cảnh sát cơ động sẽ có phản ứng. Lẽ dĩ nhiên phản ứng đây là phản ứng là đi tóm từng thằng, chứ không phải là phản ứng đây là phản ứng đi bắn từng thằng. Tôi không khuyến khích bạo động bao giờ nhé. Nhưng mà tôi nói rằng á, tôi gia đình, một người trong nước nói với tôi rằng gia đình chúng tôi có hai đứa con đều tình nguyện vào cảnh sát cơ động. Và chúng tôi rất là hãnh diện về những đứa con tôi, bởi vì nó làm một công việc giữ an ninh cho Tổ quốc. Để chúng tôi ở hậu phương, chúng tôi bình yên kinh tế, bình yên xã hội. Tôi không gửi con tôi vào để làm những cái bia để cho những cái thằng phản động nó tập luyện đá cho cái Thế vận hội Olympic 2020. Đấy, người ta nói như vậy đấy. Và tôi đưa lên, tôi nhận được hai cái, cháu rất là bức xúc. Cháu ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thằng em cháu ở ngoài đó đang nằm viện, 20 người nằm viện vì khói, vì ấy này. Lúc đầu tôi đưa những cái hình ảnh, những cái áo giáp, cái mặt nạ dưỡng khí, rồi cái đủ hết, cái khiên cảnh sát, thì một số người bảo tôi rằng đây là tin của phản động. Thế mà tin phản động, nhưng mà tin gì? Và sau đó thì mọi người mới ngã ngửa ra. Cảnh sát cơ động bỏ chạy, leo hàng rào để nhảy qua bên kia, cởi hết quần áo vứt lên. Như vậy những cái đám mà nó chạy tới nơi đó, nó có lấy được những cái đó ra không? Có chứ. Thì như vậy mình mất vũ khí đúng không? Nhà nước cung cấp vũ khí, xe vòi rồng, xe để kéo dây kém gai, những hàng rào kém gai để chặn biểu tình, có súng cao su và có lựu đạn khói, lựu đạn cay. Hôm qua cuối cùng thì có xài tới lựu đạn cay, nhưng mà cái số của chúng nó quá đông, nó vượt qua được cái lựu đạn cay và anh em cảnh sát cơ động phải bỏ chạy. Người cảnh sát cơ động được huấn luyện để bảo đảm an ninh cho xã hội mà người đó bỏ đi như vậy, thì hỏi các lãnh đạo của ngành công an, làm sao các anh bảo vệ dân được? Tôi đã khóc khi nhìn thấy các cháu, cái tuổi phơi phới, cháu bị đổ máu miệng. Một cái, hai ba chiếc xe mô tô cảnh sát đậu lề đường, tụi nó lật xuống. Đó là những hành động phản quốc, phản động, chứ không phải là những hành động bày tỏ tư tưởng, không phải là những cái hành động gọi là đấu tranh ôn hòa. Cái gì mà đấu tranh? Đặc khu 99 có chưa? Chưa. Nó chỉ là cái dự án. Tại sao nói là Trung Quốc đi vào xâm nhập? Xâm nhập ở đâu? Không có một bằng chứng, không có lý do gì.
thì cái lý do đã không có, mà để tạo ra một cái lý do để mà gọi là đi biểu tình.